trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Cẩm Tuyên trình bày thể điệu Ngủ Đối Ai, Tình Mẹ, soạn lời Ngọc Như. Cha nay niên kỷ đã cao, ta luôn giữ
Liên tục chương trình là thể điệu Nam Đảo, song thân mãi trong lòng ta. Dứt lời Minh Tuấn với tiếng hát của tài tử Thu Hương. Trong ta vẫn nhớ thương mấy nẻo quê nhà, con đường làng quanh con qua mây bận nắng mưa, những chiếc cầu đồng canh diều phất phới, canh cò trắng bay tận nơi xa, ôi thương lắm mẹ cha, đã lâu rồi không về thăm. Nơi phương trời xa ta vẫn ước mong sẽ quay về lối cũ đường xưa, tìm lại thuở năm nào thăm mái nhà khi xưa, nơi sông thân mỗi mặt chờ con, đã bạc phơ mái tóc mẹ hiền, thương dáng cha lưng còng, trải bao phong trần với thời. Trong lòng con mãi mãi khắc ghi ơn đức sông thân nuôi dạy con nên người, ngọn Thái Sơn kia cao vời, Thái Bình bao la rộng lớn, đâu xanh bằng tình phụ tử, cũng không bằng tình lòng của mẹ cha. Trong ta ngàn đời khắc ghi. Tài tử Tuấn Hải tiếp nối chương trình hôm nay với thể điệu Khúc Hoàng Thiên qua Phong Ba Đình, Men Rượu Nồng của tác giả Giang Hải. Anh em ơi, hôm nay là ngày ta họp mặt, anh em mình hãy vui vẻ cạn ly, và cho tôi mượn cái ly này để tôi rót tiếp mời anh mình bên cạnh. Vô đi anh, sao anh ngồi đó cầm cái ly mà không uống, sao anh nhìn trời đất mông lung mà cầm cái ly đó hoài. Thật lòng tôi xin mời anh uống cho cạn tình cạn nghĩa hôm nay. Rượu nếp than rượu này chanh hiệu, uống vào thì hồn thấy lần lần, nào phải đâu
lòng, đây là rượu nghĩa anh ơi. Ly này đây mời anh hãy uống cho hồn lâng lâng. Mấy dốc đâu bao nhiêu phiền não sẽ lãng quên theo ly rượu này. Sao anh cầm hoài? Dạ em xin mời uống vào và anh cảm thấy hồn đắm say ngày thất thương nồng. Cho hồn mê sáng quay men cay tình ta mừng chào anh em mình chung cùng buổi tiệc hôm nay. Men cay rượu nồng với ba ly hồn thay ngất ngây. Mong sao có một ngày gặp mời quý thính giả thưởng thức tiếp sau đây phần trình bày của tài tử Võ Thị Sáu qua 21 câu long ngâm Nguyệt Nga. thời đó lo
chúc ông vinh phú Chương trình được liên tục với thể điệu tháng phận Chạnh lòng người xa xứ, viết lời Ngọc Như, do tài tử Quỳnh Giao thể hiện.
có ngày bao hiếu mẹ già vẫn chưa đền đáp những dục cô Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức thể điệu Nam Ai, Nỗi lòng thương nhớ mẹ, do tài tử Tuyết Hoa soạn lời và trình bày. Trời mẹ nay
đã xế chiều, dâng nắng tình yêu thương, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo con luôn giữ tròn hai chữ hiếu ân, con mong sao được gần bên mẹ mà chăm lo cho mẹ tuổi già. Mẹ luôn tươi nở nụ cười cả một đời vì con. Tài tử Văn Luận tiếp nối chương trình với thể điệu sàng xê lớp xề, tình huynh nghĩa đệ của tác giả Ngọc Như. Dâng lên trong nàng gắn gối lên đường dừng quan găm đầu làng, thương cho ai nàng phải ai chồng. Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.